Ok, xin chào tất cả những người nghe đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip để đơn cùng với khẩu súng gọi là khắm trăm truy kích. Đó chính là khẩu Scott, một khẩu súng ngoài đời. Đây khẩu dòng súng có ngoài đời có hợp nha nè. Khẩu này đi săn bắt thú rừng là ok. Cái độ nhẹ của nó không phải bàn cãi vì lực nó nhẹ nên bắn sẽ nó yếu. Nó sẽ có những ý là vậy. Bạn có đồ ở mình. Khẩu súng nào bắn đi. Bonnie. Sợ có bắn phê quá nè mày. Cho nó mới sửa lại một viên ngủm luôn kìa. Một viên 100 HP. Cho nó mới sửa lại. Được. Máu không hẳn câu à. Ui. Rồi mà mình cứ nảy lên trăm không à. Yes. Chắc là có giáp nó bị giảm đen tí. Không sao. Ui giời ơi. Bắn. Bắn gì xuống đồ chơi á. Mày sao mà bắn đâu mà. Cái cảm giác nó bắn như súng đồ chơi vãi luôn á. Cái cảm giác nó bắn như súng đồ chơi nên còn súng đồ chơi mình bắn rồi còn súng giết người nữa. Mày buồn đi vớ vẩn. Mà cái khẩu súng mà cảm giác nó bắn như hạt đảo á. Cháu hiểu sao khẩu súng gì nó chế hay rồi. Anh đi gọi AW á. Ui giời còn AW á. What? Hôm nay kia cầm dao gai nó pha luôn kìa. Ôi kêu. Mày lăng nhăng. Mày tiểu hút máu á. Thằng này cứ thất đi kìa. Đi ngồi. Nhãi nhót. Đi nào. Buồn đi. Nhặt nó sẵn rồi. Bắt bà hơi. Cảm giác bắn khổ bà như xịt đấy mà. Như cầm máy bàn đi chơi không phải? Chơi rồi. Cái cảm giác nó bắn nó là hại não rồi em ơi. Bây giờ mình bắn cái cảm giác nó mới là hại não, không có hại nữa. Ôi rồi. Mà được cái nạp đạn nhanh súng nhẹ đi lên nó nhanh nữa. Cảm giác bắn cũng tạm được chứ không đủ quá tệ. Ôi trời ơi, nên kia của bạn W mới giờ còn xài W bạn mới giờ còn xài W mới giờ còn xài W kia của bạn W ta gặp súng cùi để bắn ai xài W AW Bully vớ vẩn. Ôi xoài bắn nữa. Tiếc là mồm.
bác ở đấy thì lúc mà anh ấy bắn lên tai nó tít vào mồm bắn ngu ngu là thế, nhưng mà được ó là ó là ó là ó là ó bỏ khẩu súng hết bảy lần á. Nó quy ra e nè, cái mồm của nó ngại lắm. Cánh hai nó dùng cái đây, hiện tại để cái mồm của nó bạn 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 không nữa hay là khó vãi. Đây còn vãi bị kết hả? Má, nó có lại W bắn thì đúng rồi. Vã liền hả? Hồi nãy mà được tường vá xe 4 chắc hùng lắm luôn á. Bán hư cầu quá. Mày đi xem mày chết mày áo rồi. Đấy này, này bán này. Mày hơn. Rồi, đi đây này. Hồ cảm giác bán rất là hư cầu anh em ạ. Đấy, đẹp nhất là. Ồp với anh. Bắt đầu bắt. Mà hai hành đánh một hư cấu hết. Sao nó hư cấu vãi liền luôn. Sao nó hư cấu vãi liền luôn. Ôi giời. Đi lần nào dưới dạng chết được. Đi lần nào dưới dạng chết được. Ok, buồn đi để cho tiếp theo. Chà ba luôn thịt mẹ cái thôi. Úi giời ạ. Mẹ đúng thật cái quý sao mặc đồ với ta rồi. Tít đưa sờ nát hoàn toàn và bán sờ nát hoàn toàn lại học đông quay tân 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 mai ta ta đừng buồn cô mày ơi tân 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 mặt lô mất giờ ba mẹ đúng thật là thằng lồ giác rồi giác cao cay hả giác cao cay giác cao cay hình liền hả em em bò em mẹ em tôi được đẹp
đẹp. Số vừa nãy đâu hả? Tập nào rồi? Hết đẹp. Oh yeah. Cứ xong rồi các bạn. Ok, nhìn từ lúc ở đây hơn nhé, cảm ơn em đã qua và nhớ lại support cho mình nha. Cảm ơn em. Bạn nào? Cái nhắn đặt ở bên khán quật này. Mày dùng kim cái mày đánh lừa nó cái là mày được có thể được đường máu, được bình mana, được ít vàng, được mấy những dược phẩm tăng cái mùa trả lại tăng máu, máy quét đồ cũng ngon. Cơ nha, không bị cưa à.